Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm đi qua các quảng cáo. Các xem các quảng cáo giúp Khởi Liêm để có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 69 bài luyện tập chung 69. Tiết số 1 trang 85 86. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta ghi với số hết hợp vào chỗ chấm. Dưới đây là đồng hồ chỉ thời gian bắt đầu của 4 môn học trong buổi sáng. Thì mình quan sát đồng hồ thứ nhất kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12, có nghĩa là đúng 8 giờ. Đồng hồ thứ hai là kim ngắn vượt qua số 8, có nghĩa là hơn 8 giờ. Kim dài chỉ số 8, 8 nhân 5 là 40, có nghĩa là 8 giờ 40 phút. Đồng hồ thứ ba là kim ngắn vượt qua số 9, có nghĩa là hơn 9 giờ. Kim dài chỉ ngay số 8, 8 nhân 5 là 40, có nghĩa là 9 giờ 40 phút. Đồng hồ thứ tư kim ngắn vượt qua số 10, có nghĩa là hơn 10 giờ. Kim dài chỉ số 4, 4 nhân 5 là 20, 10 giờ 20 phút. Như vậy sáng nay robot sẽ học 4 môn là đạo đức, toán, tiếng Việt và mỹ thuật. Biết môn toán bắt đầu sớm nhất và môn đạo đức sẽ học vào tiết cuối cùng. Robot học mỹ thuật sau khi học tiếng Việt. Hỏi robot bắt đầu mỗi môn học vào lúc mấy giờ? Như ở đây mình sẽ có 4 môn nha. Trong đó thì môn toán sẽ bắt đầu sớm nhất. Mình xem 4 đồng hồ thì đồng hồ nào là sớm nhất? Chính là đồng hồ chỉ 8 giờ. Đúng không? Như vậy môn toán sẽ là 8 giờ nha. Môn toán sẽ là 8 giờ. Có nghĩa 8 giờ 0 phút. Đúng không? Và môn đạo đức sẽ học tiếp cuối cùng. Như mình xem 4 đồng hồ nào sẽ là trễ nhất? Như 8 giờ, 8 giờ mấy, 9 giờ mấy, 10 giờ mấy. Khi mình thấy là 10 giờ mấy sẽ là trễ nhất. Như vậy là môn cuối cùng học chính là môn đạo đức. Như vậy đạo đức sẽ là 10 giờ 20 phút. Mình sẽ viết đạo đức là 10 giờ 20 phút. Còn lại hai môn tiếng Việt và mỹ thuật thì người ta nói là robot sẽ học mỹ thuật sau tiếng Việt, có nghĩa là tiếng Việt học trước. Giờ mình còn lại hai đồng hồ 8 giờ mấy và 9 giờ mấy, khi 8 giờ mấy sẽ trước. Như vậy 8 giờ 40, như vậy tiếng Việt sẽ học 8 giờ 40. Đúng không? Và mỹ thuật sẽ học về học 9 giờ 40 phút. Đúng rồi. Như vậy là môn toán sẽ sớm nhất là 8 giờ, trễ nhất là đạo đức 10 giờ 20. Và mỹ thuật sẽ sau tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ là 8 giờ 40 và mỹ thuật sẽ là 9 giờ 40. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 1. Giờ câu số 1 kèm hiểu bài, kèm sau bấm click video hay biết kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 quan sát tờ lịch tháng 6 và viết tiếp vào chỗ chấm cho khách hợp. Mình quan sát tờ lịch tháng 6 thì mình thấy tháng 6 sẽ có là 30 ngày từ ngày 1 tới ngày 30. Công an người ta nói là túi bánh mì có hạn sử dụng là 4 ngày kể từ ngày sản xuất. May đã mua một túi bánh mì có ghi ngày sản xuất là ngày 8 tháng 6. Vậy hạn sử dụng của bánh mì đó là ngày mấy? Như vậy câu A này người ta nói là túi bánh mì có hạn sử dụng 4 ngày. Thì bánh mì này sẽ mua vào ngày 8 tháng 6. Như ngày 8 tháng 6 đây. 4 ngày thì mình sẽ đếm thôi. Ngày 8 tháng 6 là 1 ngày nè. Đây là 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Như ngày 4 ngày chính là ngày 11 tháng 6. Đúng không? Như đây mình sẽ để chính là 11 tháng 6 nha. Và hay hạn sử dụng của tô bánh mì sẽ là 11 tháng 6. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B người ta nói là một hộp cà phê hòa tan có 10 gói. Mỗi ngày bố của Mai đều pha một gói cà phê. Bố đã mở hộp cà phê vào thứ năm của tuần thứ hai. Thứ năm của tuần thứ hai mình sẽ quan sát tờ lịch. Như đây là thứ năm tuần thứ nhất. Đây là thứ năm tuần thứ hai. Như là thứ năm tuần thứ hai là ngày 9. Mỗi ngày uống một một gói mình sẽ đếm tiếp nha. Đây là một gói nè, hai gói, ba gói, 4 gói, 5 gói, 6 gói, 7 gói, 8 gói, 9 gói, 10 gói. Như là
mỗi ngày pha một gói. Bắt đầu từ thứ năm của tuần thứ hai, thứ năm là ngày chín. Ngày chín là một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Như là ngày 10, ngày 18 tháng 6 sẽ là hết hết cái hộp này. Như là ngày 19 sẽ là mở cái hộp cà phê tiếp theo. Như là bố sẽ mở hộp cà phê tiếp theo vào ngày 19 tháng 6 nha. Đúng này. Ngày 18 sẽ uống hết hộp thứ nhất. Sau đó ngày 19 sẽ mở cái hộp tiếp theo. Đúng này. Như đây mình sẽ để đến ngày 19 tháng 6. Giờ tiếp theo là câu C. Gia đình Mai đã lên kế hoạch đi chơi vào ngày 26 tháng 6, chính là ngày Chủ nhật, đúng không? Nhưng vì lịch công tác đột xuất của bố mà gia đình phải dời kế hoạch sang Chủ nhật của tuần kế tiếp, đó là ngày mấy? Như vậy là Chủ nhật này là ngày hai. Theo kế hoạch là Chủ nhật là ngày 26, nhưng mà bây giờ sao Chủ nhật tuần kế tiếp? Như vậy là mình thấy là đây là 30. 30 tháng 6 là thứ năm. Như là 1 tháng 7 sẽ là thứ sáu, 2 tháng 7, 3 tháng 7. Như Chủ nhật tuần kế tiếp chính là 3 tháng 7, đúng không? Như mình sẽ để chính là ngày 3 tháng 7 nhé. Đúng không? Mình nhớ là tháng 6 sẽ có 30 ngày. Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các sao không thích video hãy biết các em hiểu bài. Đúng không? Đây là Chủ nhật tuần kế tiếp thì chính là đây là thứ năm là 30 này. Thứ sáu là 1 tháng 7, thứ bảy là 2 tháng 7 và Chủ nhật sẽ là 3 tháng 7. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình viết số vào chỗ chấm. Mẹ đưa Nam đi mua sách. Nam đã chọn được một cuốn sách về khoa học. Mẹ đã đưa cho người bán hàng hai tờ 20.000 đồng và một tờ 10.000 đồng. Sau đó người bán hàng đưa lại cho mẹ 5.000 đồng tiền thừa. Vậy cuốn sách đó sẽ bao nhiêu tiền? Giờ bây giờ hãy sẽ tính nhắc phía này cho các em hiểu. Như vậy số tiền mẹ đã đưa, chứ không mình sẽ tính số tiền mẹ đã đưa, đúng không? Như vậy mà đưa 20.000 đồng mà hai tờ như vậy thì các em có thể lấy nhân hàng kiểu này cộng cho một tờ 10.000 đồng sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là 20.000 mà nhân cho 2 mình sẽ lấy 20, nhân 20.000 nhân 2 thì 2 nhân 2 được 4, 40.000 giữ nguyên là 40.000, đúng không? Cộng 10.000 viết lại. Giờ 40.000 cộng 10.000 sẽ bằng 50.000, đúng không? Như vậy mẹ đã đưa là 50.000 đồng, đúng không? Giờ như là kết quả ở đây sẽ là 50.000 đồng. Giờ bây giờ người bán hàng đưa lợi 5.000 đồng. Như vậy giá cuốn sách thì mình lấy 50.000 trừ cho 5.000, đúng không? Như cuốn sách đó có giá là mình sẽ lấy 50.000 trừ cho 5.000. Như vậy mình thấy là nghìn nghìn giống nhau, mình sẽ lấy 50 trừ 5. 50 trừ 5 thì được 45.000, giữ nguyên kết quả là 45.000 đồng, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ để chính là 45.000 đồng. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 kênh thử bài, cái sau hết video hãy biết kênh thử bài nhé. Phần tính nháp thì sẽ xóa đi. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình viết số kết hợp vào chỗ chấm. Như vậy câu A là 4 giờ mình sẽ đổi qua phút. Như vậy mình sẽ đổi giờ qua phút nhé. Thầy sẽ tính nhắc phía dưới này. 4 giờ mình sẽ đổi qua phút. Như vậy là 1 giờ thì bằng 60 phút. 4 giờ như vậy thì mình sẽ lấy 60 nhân 1. Hoặc lấy 4 nhân 60 cũng được nha.
Giờ mình sẽ tính nhẩm nha, 60 nhân 4, 6 nhân 4 là 24, chục giữ nguyên kết quả là 24 chục. 24 chục chính là 240 chục. Như vậy là 240 phút nha. Giờ câu B là 4 giờ 30 phút. Như vậy 4 giờ 30 phút có nghĩa là 4 giờ cộng thêm 30 phút nữa. 4 giờ thì sẽ là 240 phút, đúng không? Cộng thêm 30 phút nó sẽ bằng bao nhiêu? Giờ như là 4 cộng 3 là 7. Như kết quả là 270, đúng này. Như ở đây mình sẽ viết là 270 nhé. Đúng này. 40 cộng 30 là 70, 200 vẫn giữ nguyên kết quả là 270. Đúng này. Như là mình xong câu số 4 nhé. Câu số 4 các em hiểu bài cái sau hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Thôi tính nháp thì sẽ xóa đi nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 người ta kêu mình viết số hết hợp vào chỗ chấm. Dưới đây là đồng hồ chỉ thời gian lúc robot bắt đầu rời khỏi nhà và lúc robot đến sân bóng. Như vậy ở đây mình sẽ có hai đồng hồ, một đồng hồ là thời gian lúc rời khỏi nhà và đồng hồ đến sân bóng. Mình quan sát đồng hồ rời khỏi nhà kim ngắn vượt qua số 5 có nghĩa hơn 5 giờ. Kim dài vượt qua số 3, nếu là số 3 thì mình lấy 3 nhân 5 là 15. Thêm 2 hoặc là 17, như vậy là 5 giờ 17 phút. Giờ xem quan sát khi đến sân bóng đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ. Kim ngắn vượt qua số 5 có nghĩa hơn 5 giờ. Kim dài vượt qua số 4 có nghĩa là 4 nhân 5 là 20. 20 thêm 1, 2, 3, 3 bậc nữa là 23. Đúng không? Như vậy người ta hỏi là robot từ nhà đến trường, từ nhà đến sân bóng hết bao nhiêu phút. Như vậy thầy sẽ tính nhắc dưới này nha. Như vậy mình quan sát đồng hồ thì mình thấy là ở đây là đồng hồ bên đây chỉ 5 giờ 17 phút, đúng không? 5 giờ 17 phút là lúc về khỏi nhà. Còn đến sân bóng thì mình thấy đồng hồ chỉ 5 giờ 23 phút. Như vậy là người ta hỏi robot đi từ nhà đến sân bóng hết bao nhiêu phút thì mình lấy 5 giờ 30, 5 giờ 23 phút trừ cho 5 giờ 27 phút. Mình thấy là giờ giờ giống nhau thì mình lấy phút trừ phút. 23 trừ 17 thì bằng bao nhiêu? 23 trừ 17 thì được 6. Như ở đây mình sẽ để là 6 phút nha. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 kem hiểu bài kem sao hết video hãy biết kem bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hay giảng gì hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em lại chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.